Bây giờ là 5 giờ 15 sáng ngày 27 tháng Chạp. Đây là đường Lý Thường Kiệt. Hiện nay hoa ở miền Tây về bán dọc theo vỉa hè phía trước trường Đại học Bách Khoa. Hồi xưa Đại học Khoa học đó gì? Đại học Bách Khoa này. Người ta thuê mặt bằng cái gì, từ đây đang chuẩn bị mai Tết nè. Ở đây có chủng loại là hoa cúc, hoa mai, hoa sấy, đu đủ, trái rất là nhiều. Đây, đặc biệt hoa sấy nhiều màu nữa vậy. Cho quý vị xem hoa Tết 27 tháng Chạp, Đinh Dậu. Dọc hết con đường Nguyễn Văn Thoại nha quý vị, Lý Thường Kiệt á. Và tinh thần là bán sao tới trưa ngày 30 tháng Chạp á là phải kết thúc dọn dẹp, để chiều 30 là phải thông thoáng lại đường phố gì. Và lúc bây giờ ở Sài Gòn có phong trào là trưa đi mua những cái hoa mà người ta bán không được cái gì, lúc đó sẽ giảm 50% giá đó, và những người chủ đây tranh thủ bán luôn như cho luôn quý vị, tại vì nếu mà không bán được là phải trả tiền dọn vệ sinh, nên lúc đó là nó tạo ra một cái không khí trưa 30 rất là nhộn nhịp. Và đây là đường Lý Thiền Cười là Nguyễn Văn Thoại vào lúc khoảng 5 giờ 20 sáng 27 tháng Chạp quý vị. Trước đây là xe buýt đi Sài Gòn, Phnom Penh, Campuchia nè quý vị. Đi khoảng tính luôn thời gian xuất nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài khoảng 5 tiếng đồng hồ quý vị. Mỗi ngày có hàng chục chuyến như thế này. Có hai loại xe, xe ghế thường và xe ghế nằm quý vị. Giá vé khoảng 15 đô
là bao luôn ăn trên đường, thủ tục xuất nhập cảnh luôn cái gì. Rất là thuận tiện. Bên phải cái gì là bệnh viện Thống Nhất đây. Bệnh viện này còn gọi là bệnh viện vì dân á gì, vì người có công xây dựng bệnh viện đó là phu nhân ông Nguyễn Văn Thiệu quý vị. Sau này đổi tên là bệnh viện Thống Nhất. Đây phía trước vậy là ngã tư Bãi Hiền này. Triển lãm Tân Bình à, bữa nay mấy ngày Tết người ta bán mai ở các nhà vườn ở miền Tây hoặc là Thủ Đức quận 12 gì lên á, người ta thuê mặt bằng và người ta dòng ở đây là đường Xuân Hồng cái gì, bên tay trái là khuôn viên của hội chợ triển lãm Tân Bình đó. Tương truyền đây ngày xưa thời Pháp là một cái nghĩa trang quý vị, nghĩa trang ngã tư Bãi Hiền á. Đường Lê Văn Việt bây giờ là Trường Chinh quý vị. Đây. Và đây là có nhà thuốc Minh Châu nổi tiếng nhất khu vực Bãi Hiền đấy vậy. Nhà thuốc này chuyên bán giá sỉ những cái to thuốc mà hiếm, thuốc nước ngoài quý vị. Trong bệnh viện không có thì có thể chạy ra đây. Cái là nhà thờ Đắc Tổ vậy. Là 5 giờ rưỡi sáng ngày 27 tháng chạp quý vị, còn 3 ngày nữa là giao thừa quý vị ha.
Liên Việt. Góc bên phải đây là đường Bình Giả vậy. Là hướng ra đường Cộng Hòa, đi ra sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiệt độ bây giờ khoảng 23 độ C quý vị. Trời khá mát mẻ. Rồi bên phải vừa qua là ngã ba Tân Hải. Rồi chị thấy đây nó bán hoa cúc. Gần đến chợ Võ Thình Trang quý vị. Rồi đây là bà quẹo nè quý vị, giao nhau giữa đường Lê Anh Việt với đường Âu Cơ. Rồi thẳng hướng đây là đi ra Tân Kỳ Tân Quý, đi ra cầu Thâm Lương, đi ngã tư An Sương quý vị. Rồi, quẹo qua đây là đường Tân Sơn Nhì quý vị. Đây là cái làng thứ hai của cái làng thứ nhất là Tân Sơn Nhất, là nơi mà có sân bay Tân Sơn Nhất quý vị. Thì bên kia đường Lê Anh Việt là làng Tân Sơn Nhì, là cái làng tôi đang đi đây. Đây là hai cái làng có cách nay khoảng 250 năm khi người Việt mình đến đây khẩn quan lập nghiệp, lập nên hai cái làng đầu tiên mà ngày nay thuộc Tân Bình đó quý vị. Quý vị thấy sáng ngày 27 tháng Chạp đường Sài Gòn khá mát mẻ vắng vẻ quý vị ha. Giao nhau giữa Tân Sơn Nhì và đường Nguyễn Cửu Đàm.